giao lưu với anh em một cốc mai dán trực nha anh em, cây này dán trực anh em ơi, đế thì quá ok. Bây giờ hoành nhiêu cao? 45. Hoành 45 rồi, cao anh 82, cao 82 bầu đế. Bầu đế là 64. Bây giờ đem đo bao, lên độ từ bầu lên cái chi thấp nhất bao nhiêu lên nó xả chi ngay chi thấp nhất rồi 42, nó lên cây lên 42 là xả chi anh em nha, chi là đều hết anh em nha, chi là đều hết anh em. 45 bộ đế nó thì nó không sôi nữa, rễ của ra ra nè anh em thấy không, cắt rễ nè không sôi anh em nha. Cây nói chung một cái lô này về là cây toàn là cây đẹp, đế đẹp nè, mặt cắt nè rõ ràng nè, mà cọng rễ còn âm dưới đây nè, mà mình không sôi nè, có cọng rễ này quái anh em, nó qua đây xong nó hồi lại, nó hồi về đây thì cái hướng này chưa biết xử lý sao, anh em về để xuống tùy anh em nè, cái này tùy anh em chơi. Để cám anh em đó, để cám nè, để cám như nè, quá dữ dội nè, anh em thấy bộ đế quái nè, bộ đế nó quái nè, cây đặt anh em nha, cây đặt, cây đặt không có lỗi gì anh em, cây đặt khoảng 45 đó. Bộ đế biết quá, biết quá đã anh em ơi, chi đều, tay cành đều hết, đây đẹp, quá ok bộ đế. Đó, thì cái này thì nó trên rừng thì lá nó nhỏ nhỏ, nhưng mình về mình nuôi lại lá vẫn to bình thường, cây năng đầy đủ những cây trong mình vườn nè, thì nó vẫn to lại nha. Như cây này khách gửi nè, gửi nè, lá vẫn to bình thường, cây nó về nó đủ sức rồi.